Sau Hoàng Nhiệt Lục Địa xin chào cả nhà. Cũng rất lâu rồi, hôm nay mới về được cái chiếc máy lọc không khí Daikin đồng hồ vuông màu trắng, phải nói là rất đẹp. Rất đẹp các bạn nhé, vỏ nguyên bản màu trắng, đẹp tự nhiên, sáng choang, trông nhìn như máy mới, cực đẹp các bạn. Một con máy cũng rất là hiếm có. Daikin đồng hồ vuông giá thành vừa phải, công nghệ thì cực hiện đại luôn, kết hợp màng lọc kép. Về hình thức quay cho các bạn xem một lượt, đẹp trắng đẹp như mới nhé, cực đẹp luôn. Chung là mình hình thức về con này thì miễn bàn rồi, quá đẹp, không có được nhiều máy đẹp như thế này đâu, rất là hiếm đấy. Một con Daikin đồng hồ vuông đẹp từ trước ra sau, vệ sinh rất sạch sẽ, đẹp trắng. Đây là tem thông số được các bác nhé, 75W MCK70P, sản xuất năm 2014. Con này các bác dùng cho phòng khoảng 50-55m² trở lại vô tư luôn. Con máy đẹp xuất sắc, cực đẹp. Cái công nghệ của máy thì công nghệ Eco này các bác này, khóa trẻ em. Đấy. Hẹn giờ Eco, tắt bật ion này, tắt bật nguồn, chế độ bù ẩm, các chế độ bù ẩm khác nhau này, các chế độ lọc khí khác nhau, nhanh chậm tự động này, công nghệ ion, công nghệ timer độc quyền của Daikin, tiêu diệt vi khuẩn nấm mốc, đồng hồ báo bụi mùi, phần trăm độ ẩm. Đấy, hình thức cực đẹp luôn, con em để số 1 các bác nhé, hình thức mỹ mãn luôn. Đây, bên trong này chính là một cái chạy sao mà con này rất là ưa chuộng các bạn, công nghệ màng lọc kép, hai quả lọc tĩnh điện hai bên. Đấy. Để bụi muốn đi vào trong màng HEPA này thì phải đi qua hai quả lọc tĩnh điện hai bên này. Đấy. Thì mới được đi vào đây. Bình thường các máy khác thì chỉ có một cái màng lọc HEPA này thôi. Hoặc là có con Daikin khác thì sử dụng quả lọc màng lọc tĩnh điện không có HEPA, nhưng con này kết hợp cả hai luôn. Đấy. Đây là thanh timer diệt khuẩn. Rất mới. Đây là lưới thô. Đây. Thô các bạn nhé. Đây là thô. Đây là màng HEPA. Màng này vẫn còn của nó. Em nhập về vẫn còn rất đẹp, để nguyên ạ. Đây là màng than. Đây. Đầy đủ tất cả các màng. Thấy không? Một con máy phải nói là đẹp từ trong ra ngoài luôn. Hình thức mỹ mãn. Đã đấu điện 220V cho các bác luôn rồi, rất dễ tiện cắm sử dụng luôn. Rất hiếm có con máy đẹp như này các bác nhé. Các bác nào đang có nhu cầu thì các bác đã liên hệ. Máy lọc không khí bù ẩm khử mùi diệt khuẩn Daikin MCK70. Bên này là khu vực bình nước các bác này, bình nước bù ẩm nhá, sáng như mới luôn, cực đẹp. Màng tạo ẩm cũng như mới tinh này. Nói chung là một con máy hoàn hảo từ A đến Z, không có điểm gì để chê nó cả, tuyệt vời luôn. Lọc phòng ngủ, phòng khách đều ok hết các bác nhé. Đã đấu đổi điện 220V sẵn rồi, các bác chỉ cắm điện lưới Việt Nam mà dùng luôn. Con này em bán là 4,2 triệu, giá chưa phí vận chuyển. Các bác nào lấy thì các bác liên hệ nhé. Chào các bác.